Nếu các bạn bỏ số tiền tương đương các bộ máy lắp sẵn thì hoàn toàn có thể tự xây dựng được một cấu hình tốt hơn rất nhiều. Điều này là chính xác nhưng chỉ đúng với những chiếc máy đồng bộ của các thương hiệu như Dell hay Lenovo mà thôi. Còn đối với các hệ thống máy bộ gaming của Hà Nội Winter thì lại là vấn đề hoàn toàn khác. Dù cho có mức chi phí thấp hơn việc các bạn tự xây dựng cấu hình nhưng điều này không đồng nghĩa các linh kiện được chọn ở đây là kém chất lượng. Bởi nếu như các bạn đã từng theo dõi các video trước đây của Hà Nội Winter thì sẽ hiểu các tiêu chí cơ bản để tạo thành các bộ gaming HNC này. Đó là chất lượng tốt, hình thức đẹp và đặc biệt là giá cả hợp lý. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hai cấu hình tầm trung được sinh ra để dành cho mục đích chơi game ở độ phân giải Full HD. Đó là cấu hình PC HNC Gaming Professional 3 với hai lựa chọn về CPU, đó là AMD Ryzen và CPU Intel Core i. Ở mức giá khoảng 25 triệu đồng cho cả lựa chọn AMD hay Intel thì mục tiêu hướng đến chắc chắn là các tựa game offline cấu hình cao hoặc cả livestream nữa. Với lựa chọn của Intel sẽ là combo Core i5-9400F và bo mạch chủ B360ME Gaming thuộc dòng Asus TOS. Còn AMD là chiếc Ryzen 5 2006 với Gigabyte B450M Gaming. Các linh kiện khác sẽ hoàn toàn giống nhau, bao gồm Vega Asus RTX 2060 Strix, ổ SSD Western Digital 500GB, nguồn SSP 650W và 8GB RAM. Riêng phiên bản Intel do tản nhiệt gốc sẽ hơi mất thẩm mỹ nên đã được trang bị thêm chiếc tản Cooler Master T400i. Mức giá lần lượt là 23.999.000 cho phiên bản sử dụng 9400F và 24.499.000 cho phiên bản sử dụng Ryzen 5 2006. Mình thấy đây là mức hợp lý và cũng là khoản đầu tư mà đại đa số các game thủ tầm trung thường hướng đến. Nhìn từ bên ngoài, bộ máy của chúng ta trông đơn giản bởi vỏ kết sử dụng là Corsair 275R và phong cách thiết kế thường thấy của Corsair là tối giản. Nếu nhìn qua có thể thấy chiếc vỏ này mang hơi hướng của chiếc NZXT S340, nhưng phần mặt trước là bo tròn hơn và cửa sổ kính cường lực được làm full size. Phiên bản 275R mà các bạn đang thấy là thế hệ thứ hai và khác biệt lớn nhất so với thế hệ thứ nhất đó là cách thao lắp kính đã dễ dàng hơn nhiều do sử dụng ốc vít thông thường chứ không còn dùng ốc lục giác nữa. Cổng kết nối ở mức đủ dùng với jack audio ở mặt trước và hai cổng USB 3.0 ở mặt sau, tùy thuộc vào Intel hay AMD mà sẽ khác nhau đôi chút. Nhưng điểm chung chúng ta sẽ cùng có hai cổng PS2 cho chuột và phím, 4 cổng USB 3.0 và 2 cổng USB 2.0. Âm thanh hỗ trợ là 7.1 nhưng đa số các tai nghe gaming cao cấp hiện tại đều sử dụng cổng USB nên tính năng này có vẻ hơi thừa thãi. Cổng xuất hình sẽ bao gồm 2 cổng HDMI và 2 cổng DisplayPort. Vì vậy nếu các bạn sử dụng màn hình DVI hay D-SAP thì sẽ cần cổng chuyển đổi. Số lượng cổng USB theo như mình thấy là mức vừa đủ. Với một game thủ bình thường thì các bạn sẽ cần một cho chuột, một cho bàn phím, một cho tai nghe và có thể thêm một chiếc cho gamepad. Còn nếu các bạn sử dụng thêm những thứ khác như webcam hay microphone thì chắc chắn là nên cần mua thêm một bộ chiếc USB để thoải mái hơn. Nếu như các bạn có nhớ trong video review máy bộ Dell Inspiron Gaming thì việc tìm kiếm một chiếc RAM 2 NIC sẽ gần như là bất khả thi. Hai khu vực gắn Vega quá nhỏ nên việc nâng cấp sẽ là vấn đề cực kỳ đau đầu. Thì với hai hệ thống này thì hoàn toàn khác. Các bạn có khá nhiều lựa chọn để nâng cấp cho hệ thống của mình với nhu cầu cao hơn. Điển hình là bộ nhớ. Với 8GB RAM hiện tại thì vẫn sẽ đủ cho các bạn chơi các tựa game bây giờ, nhưng để phục vụ nhu cầu livestream thì 16GB sẽ là con số hợp lý hơn. Ngoài ra với bộ nguồn công suất 650W thì việc nâng cấp lên các CPU cao hơn như Ryzen 7 hay là Core i7 hoặc các Vega cao hơn như 2080 hay 2080 Ti vẫn nằm trong khả năng kiểm soát của bộ nguồn này. Các lựa chọn khác như tản nhiệt hay dung lượng lưu trữ thì vốn rất dễ dàng nhờ chiếc vỏ Corsair 275R hỗ trợ rất tốt. Với việc sử dụng một ổ SSD 500GB thì các bạn sẽ còn lại một khe cắm NVMe và một khe dành cho ổ cứng SSD hoặc ổ cứng thường. Nói chung việc nâng cấp là đa dạng và không bị bó buộc với chất lượng thường cứng bên trong. Hẳn các bạn sẽ bị choáng ngợp một phần bởi hệ thống LED rất sặc sỡ của hệ thống khi bật lên. Không những vậy, tông màu trắng ở vỏ kết còn giúp ánh sáng lan tỏa đều và mạnh hơn. Điều này có được nhờ các giải đèn LED kỹ thuật số có khả năng điều khiển từ xa với rất nhiều chế độ khác nhau từ đơn sắc cho đến cầu vồng. Nhưng do không có driver điều khiển nên để tìm được một chế độ sáng ưng ý chắc các bạn phải tốn khá thời gian. Bo mạch chủ có kích cỡ MATX nên phần nào nhìn sẽ hơi hụt hẫng, nhưng bù lại là chiếc Asus RTX 2060 Strix sẽ cực kỳ nổi bật. Nếu các bạn chưa biết thì kích cỡ của chiếc 2060 này là y hệt với GTX 1080 Ti Strix thế hệ trước mà bọn mình như từng review trước đây. Ngoài giải LED xung quanh, các bạn có thể điều chỉnh LED của RAM và cả màn hình để đồng bộ hóa toàn hệ thống. Nếu như để một màu LED thì mình thấy những tông màu nhẹ nhàng như trắng hoặc xanh dương sẽ phù hợp nhất với màu trắng ở vỏ case này. Tất nhiên với hai cấu hình này thì khả năng chơi game vẫn là lợi thế của Intel và mình cũng sẽ không lấy làm bất ngờ nếu như chiếc i5-9400F đạt phần thắng trong các bài test tới đây. Nhưng có một điểm mạnh của các CPU AMD và cũng là lý do mà chiếc Ryzen 5 2600 vẫn đạt được con số bán hàng rất là tốt, đó chính là hiệu năng đa nhân. Và nếu như các bạn đang hướng đến những công việc có sự đa dạng và những phần mềm có khả năng ứng dụng tốt hiệu năng đa nhân thì Ryzen 2600 vẫn sẽ là lựa chọn tốt hơn. Ví dụ như trong Cinebench R15, điểm số đa nhân của Ryzen 5 sẽ cao hơn Core i5 tới gần 30% là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh đa luồng của AMD. Và ngược lại, điểm số đa nhân của đại diện đến từ Intel lại cao hơn 10%. Đây là điểm mạnh từ trước tới nay và cũng là lý do trong gaming, Intel luôn luôn với kết quả tốt hơn AMD trong cùng một phân khúc. Tại 3D Mark Town Spy thì điểm số của hệ thống sử dụng AMD đều nhỉnh hơn Intel trong cả 3 hạng mục. Nhưng chênh lệch lớn nhất đó chính là bài test CPU với sự chênh lệch khoảng 12%. Ở FireDrive, mức chênh lệch hiệu năng tính toán CPU lại càng rõ ràng hơn với khoảng cách là 34% giữa Ryzen 5 2600 và Core i5-9400F. Và với điểm số đồ họa, hai sức mạnh cả màn hình đều chỉ chênh nhau chưa tới 1% ở các bài benchmark. Vì vậy sẽ không có xuất hiện bất kỳ hiện tượng nghẽn cổ chai nào và các bạn hoàn toàn có thể yên tâm để chơi các tựa game một cách thoải mái nhất. Kết quả benchmark là vậy, nhưng những gì chính xác nhất tất nhiên phải thể hiện ở phần gaming. Apex Legends sẽ là bài thể nghiệm đầu tiên, nhưng do game này không có phần benchmark nên mình cũng chỉ cố gắng chơi một cách ổn định nhất có thể và chỉ nhảy ở khu vực cascade để kết quả ít bị sai lệch. Mặc dù có mức xung cao hơn và khả năng chơi game tốt hơn, cũng như theo nhận định từ rất nhiều trang đánh giá là ổn định hơn Ryzen, nhưng đại diện 9400F của Intel lại thua thiệt khoảng 6% so với đối thủ.
Nhìn chung là cả hệ thống đều thể hiện rất khả quan, nhưng để chơi trên màn hình 144Hz thì các bạn nên hy sinh thiết lập xuống thấp nhất để bù lại mức khung hình ổn định. Apex Legends có lẽ là điểm sáng duy nhất của Ryzen 5 2600, vì khi tiến tới Far Cry 5, chiếc i5 đã hoàn toàn đánh bại đối thủ với mức khung hình trung bình trên dây đạt gần 91 ở thiết lập cao nhất, bỏ xa tới 10 khung hình so với chiếc Ryzen 5. Mức khung hình này là ổn định để cho các bạn chơi game thoải mái, vì các khung cảnh bị drop nặng nhất cũng chỉ loanh quanh mức 60fps, không hề gây cảm giác khó chịu. Chuyển qua PUBG với mức thiết lập cao nhất, cả hai bộ máy đều chơi được mượt mà và không bị drop khung hình. Nhưng để phân định kết quả thì 94fps vẫn xếp trên Ryzen 5 2600 khoảng 7%, một con số không cao và khá khó nhận ra khi sử dụng, nhưng dù gì, cao hơn vẫn sẽ là cao hơn mà thôi. Chuyển qua Shadow of the Tomb Raider thì có vẻ hơi quá sức cho chiếc RTX 2060 nếu bật tính năng Ray Tracing ở thiết lập tối đa. Mức khung hình đạt được trung bình thì chỉ lên lết dưới 50fps và hiện tượng giật lag khi chơi xảy ra là thường xuyên. Vì vậy mình có tắt thử tính năng Ray Tracing đi và kết quả đạt được là khả quan hơn rất nhiều khi trung bình đạt từ 67 đến 69fps. Nhưng quan trọng nhất là hiện tượng drop FPS thể hiện ở mức 1% low và 0,1% low là giảm đi đáng kể. Trong Battlefield 5, bản thân chiếc 2060 trong các bài test trước đây đã chơi ở năng khá tốt, và trong hệ thống này thì cũng không phải ngoại lệ khi đạt tương đương khoảng 70fps trung bình, khá thoải mái khi ở đây là thiết lập cao nhất trong game. Nhưng có một vấn đề về CPU xảy ra trong tất cả tựa game mình vừa thử nghiệm, đó là chiếc 94F phải hoạt động khá vất vả và luôn luôn tải ở mức khoảng 75-80% ở các tựa game offline, còn với Ryzen 5 2600 lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chỉ khoảng dưới 60%. Đây là sức mạnh đao lường mà AMD mang lại, và khoảng trống này là đủ để các bạn livestream hay thực hiện các tác vụ khác, miễn là các bạn cung cấp đủ RAM cho nó là được, bởi mặc định Battlefield 5 đã tốn các bạn khoảng 7,5GB RAM rồi. Về RAM của Vega theo mình nhận định là đủ khi game ngố nhất là Shadow of the Tomb Raider chỉ ăn tới 5,3GB trên tổng số 6GB của chiếc RTX 2060 mà thôi. Có một điểm mạnh của chiếc Ryzen 5 2600 mà mình chưa đề cập tới, đó chính là khả năng ép xung. Ở thế hệ Ryzen thứ 2 này, AMD đã có cải tiến về khả năng ép xung phần cứng. Với mức xung turbo tối đa trong game chúng ta có là khoảng 3,3GHz thì vẫn còn khoảng trống để gia tăng thêm hiệu năng. Việc ép xung cũng rất dễ dàng thông qua BIOS hoặc phần mềm, và mức xung mình cảm thấy có thể chạy ổn định là từ 3,7 đến 3,9GHz tùy vào khả năng ép xung của các bạn và khả năng chịu đựng của CPU. Mình có thử sơ qua với hai bài test BuddyMark Fire Strike và Time Spy thì kết quả thu được là khá khả quan khi điểm số được nâng lên từ khoảng 6-7% và có thể gần như san bằng được khoảng cách khi chơi game giữa hai hệ thống. Tuy nhiên về vấn đề nhiệt độ sẽ gặp đôi chút khó khăn, và theo mình các bạn nên trang bị thêm một chiếc tản nhiệt khí, chỉ cần với mức phổ thông như Deepcool Gamax 400 hoặc là Cooler Master Hyper 212 là rất ổn rồi. Cả hai hệ thống mà mình vừa giới thiệu đều đạt những kết quả rất tốt cho các bài thử nghiệm, đặc biệt là sự kết hợp giữa RTX 2060 và các CPU đến từ Intel hay là AMD đều cho các hiệu năng rất là tốt và đủ khả năng trên tất cả các game hiện tại được giải Full HD. Và khả năng nâng cấp cũng là điểm mạnh của những bộ hệ thống này khi các bạn nếu muốn thay đổi để có những hệ thống tốt hơn hay là đẹp mắt hơn. Việc xây dựng cho mình một bộ PC cần khá nhiều thời gian để tìm hiểu cũng như tham khảo về các linh kiện cũng như các giải pháp, nên nếu các bạn chưa có thời gian để trang bị cho mình những kiến thức thì rất dễ bị choáng ngợp, từ đó dẫn đến việc tiếp thu những thông tin sai lệch và đưa ra những lựa chọn không hề hợp lý. Nên nếu xét trên việc số tiền bỏ ra còn thấp hơn cả việc tự build, lại không cần phải tìm hiểu gì, chỉ cần mang máy về và sử dụng thôi, thì những bộ máy gaming PC của Hà Nội Computer là giải pháp vô cùng tốt. Và không chỉ với hai bộ máy trong video này, mình còn rất nhiều những bộ máy khác với mức giá chỉ tầm 10 triệu thôi, mình sẽ review ở trong những review lần sau.